là đi tiêm vaccine. Em chỉ có một niềm vui em có đời anh thì ghê đấy, ghê đấy. Xin vĩnh biệt cô. Mẹ quá, tiểu bà vợ thúi ơi. Chị thương mọi người nhất, tất cả các em, hôm nay chị sẽ được làm một việc rất là quan trọng của cuộc đời mình, đó chính là đi tiêm vaccine. Wow. Và đặc biệt chỉ có một mình chị được tiêm thôi, mà anh tiểu thúi thì không được tiêm. Lý do là chị có bệnh nền nên là người ta ưu tiên cho chị tiêm trước, còn anh tiểu thúi khỏe mạnh thì sẽ được tiêm sau. Leo lên anh tiểu thúi. Chị thơ sướng nha. Tất nhiên rồi. Nhưng mà anh nghe nói á, tiêm vaccine này thì khi về mình sẽ bị sốt rất là nặng đấy. Có sao đâu, còn hơn là bị nhiễm bệnh anh tiểu thúi à. Thế thì chị Thơ đã chuẩn bị được những cái gì khi mà đi tiêm vaccine rồi nè? Trời ơi, chị đã xem review và chuẩn bị rất là kỹ lưỡng luôn. Bây giờ thì chị sẽ giới thiệu với Kim luôn nhá. Trong ba lô cun này thì chị đã chuẩn bị rất là nhiều thứ quan trọng. Đầu tiên không thể nào thiếu đó chính là sữa cun tươi vui. Sữa cun tươi vui thì rất là nhiều chất dinh dưỡng luôn. Khi mà chị uống vào thì chắc chắn là chị sẽ khỏe hơn rồi. Thứ hai đó chính là một chai cồn như thế này. Để chút xíu sau khi từ chỗ tiêm ra thì chị sẽ xịt. Như vậy thì giảm nguy cơ lây bệnh hơn. Một chai vitamin C, chị thấy là người ta nói là phải mua C để uống, nên là chị cũng mua sẵn từ trước đến giờ rồi. Trong đây còn là một vị hạ sốt nữa. Anh tiểu thúi nói rằng những người đi tiêm thì sẽ rất là hay bị sốt, nên là chị cũng chuẩn bị như thế này. Nếu sốt, chị uống vào là khỏi luôn. Đó, ngày chị Thơ đi tiêm thì trời đổ mưa rất là to. Không biết đây là điểm gì nữa chị Thơ ạ. Anh tiểu thúi mưa là đang rồi đi. Mưa thì tại trời mưa chứ tại cái điểm gì đâu. Vô duyên. Ở đây thì người ta đã chặn một cái chốt kiểm dịch. Khu vực tiếp theo chúng ta là phong tỏa. Chị Thơ cẩn thận nhá. Ok. Đó, bật ô lên, bật ô lên. Rồi. Bây giờ chị Thơ đang đi tặng cho các chú trực chốt một hộp sữa, một thùng sữa. Trời mưa khá là dơ. Ở nhà chị thì lại là đất đỏ nữa, nên là chân của chị đã bị bẩn hết rồi. Cuối cùng thì chị cũng đã đến địa điểm tiêm. Còn đây chính là giấy mời đi tiêm của chị. Lúc này thì chị cảm thấy vô cùng hồi hộp luôn. Hồi hộp chị uống một miếng sữa cun để lấy lại tinh thần đi. Đây này. Phải uống sữa cun chứ. Như vậy thì chị sẽ tự tin hơn, bớt hồi hộp hơn. Bình thường thì chị rất là hay sợ đi tiêm. Hôm nay thì chị còn đeo hai cái khẩu trang luôn đó các em. Để chút xíu nữa nếu có gì chị tháo một cái khẩu trang bên ngoài ra là được. Uống xong phải đeo khẩu trang vào ngay nhá. Ok. Đang ngồi trong xe mà, cũng an toàn mà. À, đã quá. Okay. Anh tiểu thúi ngồi đây đợi em nhá. Để đây thì uống tiếp nha. Em đi đây. Ok, chúc em may mắn. Đeo ba lô vào xong rồi cầm chai cồn các thứ vào luôn. Tí nữa em tự xịt luôn. Ok. Cầm một chai cồn là được rồi. A few moments later. Và như vậy là chị Thơ đã tiêm xong. Chị Thơ hãy nêu cảm nhận của mình sau khi tiêm cho mọi người cùng biết đi. Lúc mà em đang tiêm á, không, lúc mà trước khi tiêm thì người ta sẽ đo huyết áp của em. Nhưng mà do là em quá hồi hộp nên họ đã phải đo lại đến 2 đến 3 lần luôn đó anh tiểu thúi. Đo lại 3 lần? Dạ, tại chắc vì là sợ tiêm quá đúng không? Dạ, tại vì họ nói với em là chưa thấy ai mà như em mà hồi hộp đến cỡ đó. Tim em đập thình thình thình. Đến lúc tiêm có đau không? Lúc tiêm thì rất là đau,
này. Đau lắm mà cái... anh thấy cái kim tiêm bé tí xíu mà. Nhưng mà có thể là đối với anh không đau nhưng mà đối với em đau. Sau khi tiêm xong thì chị cũng đã tiêm xong rồi. Thế lúc bây giờ còn đau không? Bây giờ thì cái bắp tay của em hơi đau. Vaccine chị Thơ tiêm là AstraZeneca đúng không? Đúng rồi, hôm nay tiêm thì em gặp rất là nhiều người quen luôn đó anh Tiểu Thúi. Bởi vì hôm nay là ngày tiêm của xã em. Sau khi tiêm thì chị Thơ đã phải chờ đợi 30 phút. Và bây giờ ấy thì thuốc đã chắc là đã ngấm vào cơ thể của chị Thơ rồi. Và nó cũng đã bắt đầu có tác dụng rồi, cho nên là tay của chị ấy đang hơi đau một chút xíu đúng không? Mỏi lắm anh Tiểu Thúi, phải đau chút xíu, mỏi khá là nhiều. Nhưng mà nghe nói rằng đấy không phải là tình trạng của tất cả mọi người. Mà có người bị mỏi, có người không. Và còn em... có người bị sốt nữa cơ, anh nghe nói như vậy. Và bây giờ mình phải đi mua thuốc hạ sốt. Ok. Sau khi đi tiêm về thì chị Thơ đã bổ sung ngay cho mình một bữa ăn đầy đủ chất. Rất là ngon luôn các em ạ. Đây là bữa ăn mà hôm nay chị phải nhờ bạn Uyên nấu để tiếp tế đồ cho chị đó. Bởi vì chị đi tiêm không thể nào nấu. Anh nghĩ là chị Thơ sau khi ăn xong thì nên uống thuốc hạ sốt vào đi. Em có sốt đâu mà uống thuốc hạ sốt. Khi nào có triệu chứng thì mới uống. Nhớ đâu em là một người khỏe mạnh không sốt thì sao đúng không? Ê, vậy chị Thơ tự tin quá vậy. Chứ sao bây giờ em đang cảm thấy rất khỏe. Ngoài cái việc nó hơi đau ở cái chỗ tiêm này một chút xíu thôi. Đây đau này. Chỗ tiêm này. Chỗ tiêm như kiểu là vết kiến cắn này. Đau lắm đó. Thì kiến cắn cũng đau mà. Sau đó thì chị nghĩ rằng mình cần phải uống một túi nước cun trái ổi để bổ sung vitamin C. Ngoài vitamin C, trong nước cun trái ổi này còn có rất là nhiều vitamin khác. Bởi vì nó được trang bị một cái khiên đề kháng chuẩn 5 sao như thế này đó. Wow. Hiện tại đã là 3 tiếng sau khi tiêm của chị Thơ. Trông chị ấy lúc này có vẻ rất là vui vẻ, rất là tươi tỉnh. Chắc là không bị sao đúng không chị Thơ? Không chỉ vui vẻ tươi tỉnh mà còn rất khỏe mạnh. Anh Tiểu Thúi xem lại. Hay nhau, hay nhau, 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 nhau. Ghê chưa, ghê đấy, ghê đấy. Thường ấy thì sau khi tiêm cái vaccine này thì anh thấy có nhiều người nói là sẽ bị ốm sốt và đau mỏi cơ bắp. Nhưng mà chị Thơ không ốm, không sốt gì cả. Thế cơ bắp có đau không? Còn đau không? Mà em đập nấm bùm 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 này, em biết là không hề đau một tí nào luôn á. Thế là hết đau rồi à? Hết đau rồi. Ban nãy có nhức nhức mà đúng không? Ban nãy là chắc là bị tiêm vào á, cái vết đau nó quá đau á. Giờ không thấy hiện tượng gì luôn á. Ghê vậy, thế mà anh đã... rất là chu đáo, anh đã nói chị Thơ là sau khi ăn xong phải lên giường nằm ngay, nằm chờ sốt. Thế mà mãi chả chịu sốt. Thôi thì ráng chờ đợi thêm vài tiếng nữa coi. Chị cũng nghĩ là nên theo dõi sức khỏe thêm mấy tiếng nữa rồi mới gọi là, chứ không nên chủ quan quá bây giờ đúng không anh Tiểu Thúi? Đúng thế. Vậy anh ra ngoài kia nữa đi để em chờ sốt. 3 hours later. Bây giờ thì đã là buổi tối, anh vừa mới nấu cho chị Thơ một bữa ăn rất là thịnh soạn này, các em thấy chưa? Đó. Lúc này thì chị Thơ đã tiêm được khoảng 7 tiếng. Và vẻ mặt của chị ấy thì trông rất là bồn chồn, rất là thất thần, rất là buồn chán. Sao rồi chị Thơ? Chắc anh Tiểu Thúi nấu dở quá, chị nuốt không nổi. Thế à? Thế mà anh cứ tưởng là em bị sốt chứ. Em cũng có sốt này. Mệt lắm đúng không? Oh no. Trông tội chưa kìa kìa. Chị cần phải cố gắng để ăn. Wow, chán chị ấy thì cực kỳ nóng rồi. Anh nghĩ là chị Thơ cần phải ăn nhanh rồi uống thuốc đi. Chị phải cố gắng, tại vì bây giờ miệng hay tay chân của chị rất là mỏi luôn. Người đau mỏi nhừ đúng không? Đúng rồi, chị phải cố gắng ăn để còn có sức. Lúc này thì chị Thơ đã cần dùng đến những cái viên thuốc hạ sốt. Uống thêm một bình nước trái cây cun để bổ sung vitamin nữa. Sau khi ăn xong thì chị Thơ đã lên giường nằm. Trông chị ấy có vẻ không được ổn cho lắm đúng không các em? Mệt quá anh Tiểu và vợ Thúi ơi. Trời ơi tội thế. Tuy nhiên các em cũng đừng quá lo lắng cho chị Thơ nhé. Bởi vì theo như anh tìm hiểu thì những cái phản ứng này là hết sức bình thường. Nó chỉ kéo dài khoảng 1 đến 2 ngày mà thôi. Sau đấy thì cơ thể của chị Thơ sẽ tạo ra được kháng thể để chống chọi lại virus nữa cơ. Và anh tin rằng chị Thơ sẽ mau chóng trở nên khỏe mạnh trở lại như bình thường. Còn bây giờ thì anh phải tắt điện đi để cho chị ấy nghỉ ngơi thôi. Hẹn gặp lại các em trong những video sau nhé. Bye bye.
đã về mình tạm hoài nhá, đợi coi hè mình lại chiến tiếp. Hè đã về mình săn quái nhá, mình cùng săn thế đỡ có cùng vui. Hè đã về cùng vẫn đông thôi, đợi coi hè mình lại chiến tiếp. Hè đã về cùng đổ mồ hôi, hè cùng vui chơi khỏe là bạn ê. Quả hè cùng có ở khắp nơi, vận động lên sẽ có ngay thôi. Mình thành hai phe thử thách chơi, được qua cùng sai đổ nhiều mồ hôi. Bốn thẻ quà Cool đổi ngay bình nước giữ nhiệt Cool, tiếp kèm nước thêm bền dẫn động. Thu thập 36 thẻ quà Cool đổi ngay ba lô hỗ trợ chống dù phản quang Cool. Đi chơi hè khám phá khắp muôn nơi, thẻ xe đạp may mắn đổi ngay xe đạp Cool, vượt núi leo đồi thả gà không e ngại.